Trở lại tiếp theo, sự xâm phạm nghiêm trọng và cách hợp tác của FBI, DOJ và kể cả luôn DSS với công ty Twitter cũ. Và hồ sơ Twitter phần 6 đã tiết lộ. Mỗi ngày Twitter file đang tiết lộ nhiều hơn về cách chính phủ đã thu thập, phân tích và gắn cảnh báo nội dung mạng xã hội của quý vị. Mối liên hệ giữa Twitter và FBI đã liên tục và bao quát. Như thể Twitter là một công ty con vậy. Matabi cho biết trong phần đầu chủ đề mở đợt công bố thứ 6. Các hồ sơ trên cho thấy FBI và cựu giám đốc an toàn tin cậy Twitter là ông Ruff, ông John Ruff, đã trao đổi hơn 150 thư điện tử trong khoảng thời gian tháng 1 của 2020 cho đến tháng 11 của 2022. Một số cuộc trao đổi này của FBI với ông Ruff khá bình thường, chẳng hạn như những lời nhắc tham gia cuộc điện đàm FBI và Twitter thông thường. Nhưng những người khác đã yêu cầu Twitter cung cấp thông tin những người dùng liên quan đến các cuộc điều tra đang diễn ra, hoặc yêu cầu hành động đối với nội dung liên quan đến bầu cử. Đặc biệt là các yêu cầu hành động đối với thông tin sai lệch về bầu cử đã được ghi nhận trong các phần công bố là cái số lượng rất lớn đáng ngạc nhiên. Thậm chí còn mở rộng các tài khoản có số lượng người theo dõi thấp và dòng tweet đùa cợt. Mặc dù những hành động này xâm phạm nghiêm trọng của FBI, không chỉ giới hạn những tài khoản cánh hữu, như ông Tabby đã lưu ý, các hồ sơ này cũng cho thấy các nhân viên thực thi của Twitter hành động khoan dung hơn đối với tài khoản khuynh tả. Một ảnh chụp màn hình trong một tin nhắn, trong một tài khoản mà FBI đã gắn cảnh báo hành động Stats from MA, có một nội dung: tôi muốn nhắc nhở các thành viên của đảng Cộng hòa hãy bỏ phiếu sớm vào ngày mai thứ tư ngày 9 tháng 11. Một cái tài khoản khác đã bị gắn cảnh báo hành động Claire Foster PhD. Người này đã nói tôi là một nhân viên kiểm soát đếm phiếu ở tiểu bang của mình. Nếu quý vị không đeo cái chụp mỏ, tôi sẽ không tính cái phiếu của quý vị. Sau đó cho biết khi thêm rằng đối với những bình luận tiêu cực về bài này, tôi sẽ thêm một phiếu bầu khác cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, trong một phần nửa các tài khoản bị gắn cảnh báo hành động, đa phần đó là thành viên của đảng Cộng Hòa. Còn hai cái tài khoản mà của đảng Dân Chủ đó là From MA và Claire Foster PhD đều không bị đình chỉ. Các thông điệp khác cũng củng cố quan điểm về mối quan hệ thiên thiết và thân thiết giữa Twitter và FBI. Trong một thông báo ngày 6 tháng 11, Bộ Chỉ huy Bầu cử Quốc gia của FBI đã yêu cầu ông Evan Chan, một quan chức hàng đầu tại văn phòng FBI của San Francisco, về việc phối hợp với Twitter để xác định các tài khoản nào trong 25 tài khoản bị gắn cảnh báo, có thể để bảo đảm thêm cái hành động do tài khoản này được sử dụng và truyền bá thông tin sai lệch về cuộc bầu cử sắp tới. Sau đó ông Chan đã chuyển tiếp tin nhắn với cộng sự trên Twitter của mình, đồng thời yêu cầu hành động đối với tài khoản này mà chúng tôi tin rằng đang vi phạm có hoạt động các khoản dịch vụ mà quý vị bằng cách phổ biến những thông tin sai lệch sự thật về thời điểm, thời gian và cách thức của cuộc bầu cử sắp tới. Twitter đã phản hồi bằng cách một danh sách và các hành động mà nền tảng này thực hiện để đáp lại, trong đó các hành động đình chỉnh vĩnh viễn và tạm thời cũng như xóa bỏ dòng tweet vì vi phạm chính sách thông tin sai lệch của công dân. Cho đại coi trắng trợn và tiếp tục cập nhật cho quý vị những câu chuyện tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.